Xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Showroom bên em có địa chỉ là 46 Việt Hưng Long Biên Hà Nội, xe đẹp auto chuẩn 3S, mang đến đầy đủ các dịch vụ từ sơn, sửa chữa, bảo dưỡng và đồ phụ kiện xe chuẩn hạng. Hôm nay thì em Ngọc nhân ngày 14 tháng 2 sẽ xin chúc mọi người sẽ có một ngày lễ tình nhân trọn vẹn nhất, và để chuẩn bị cho người thương của mình cũng như là phục vụ cả gia đình thì tại sao không lựa chọn em Santa Fe máy dầu sản xuất 2019 này quý vị anh chị nhé. Và chiếc xe này có điểm đặc biệt là một chủ từ đầu ốp đô chuẩn là 5 vạn, sẵn biển Hà Nội nữa, rất là tiện lợi cho bác nào mà có đăng ký tại Hà Nội luôn. Biển không phải biển xấu quý vị anh chị nhé. Đó, chúng ta sẽ đi vào dàn lốp nguyên bản của xe này, lốp Hankook ốp đô đi chuẩn là 5 vạn đây. Bác nhìn thẩm giúp em này, tất cả các đường nét vì là bản cao cấp thì đã được trang bị khá là đầy đủ các option trên xe rồi đấy ạ. Bây giờ em sẽ di chuyển đến phần thân xe nhé. Xe có cả bậc lên xuống rồi, bác nào mà có nhà có trẻ nhỏ hoặc là người già thì không phải lăn tăn nữa nhé. Tay nắm cửa mạ chrome và tích hợp chìa khóa thông minh. Đồng thời thì chúng ta sẽ di chuyển đến phần khoang cốp nhé, và phần đuôi xe này thiết kế nó gọn và không bị bành ra cái phần đuôi một chút nào đúng không ạ. Cốp thì cũng là cốp điện rồi, chìa khóa đến gần 3 giây sẽ tự động mở cốp và cốp chống kẹt. Bây giờ em sẽ quay về keo chỉ thêm để cho mọi người cảm nhận nhé. Đây, mọi người ngắm nhìn dàn thảm 6D full hết ở phần cốp này cho em này. Tất cả những khách hàng nào em đánh giá là có nào full mảng cốp ở phần thảm sàn này này thì đều rất là giữ gìn xe. Ngay cả khi mà em mở phần khoang cốp thì em cũng cảm nhận được cái mùi của xe nó rất dễ chịu, nó không hề bị mùi da là bị mùi của đồ vật gì cả đâu mọi người nhé. Đấy là một sự giữ gìn của xe rất là ổn. Và bây giờ em sẽ di chuyển đến phần khoang nội thất của xe nhé, để cho mọi người có thể trải nghiệm được cụ thể hơn khoang nội thất. Với tông màu nội thất là tông màu nâu pha đen, chiếc xe mang đến một cái vẻ đẹp mà rất là sang rồi đúng không ạ. Vì là bản cao cấp thì mới có tông màu này thôi mọi người nhé. Cái bản 2019 ấy, thì cái thời điểm đấy bán ra thì mãi về sau mới có bản cao cấp, chừng trước đấy chỉ bán bản đặc biệt thôi các bác ạ. Thế nên là thời điểm mà xe ra nhỏ giọt luôn. Tất cả các đường nét thảm sàn 6D còn rất là sạch sẽ này. Chất liệu ghế da còn như nguyên bản rồi. Đóng cửa chắc nịch. Nếu mà em nghĩ là chê thì chỉ chê so với phiên bản mới gần đây nhất là nó quá là nhiều tính năng thay đổi thôi. Chứ còn với bản này để đi thì lúc đấy là một trong những cái bản được mọi người đánh giá vừa về độ cách âm rất là tốt này. Cái thứ hai là đi dầu của Santa Fe thì nó là một thương hiệu số 1 rồi. Option trên xe thì còn rất là đầy đủ nhá. Chúng ta có những giải màn hình trung tâm thiết kế được màn hình lồi này, cá tính hơn đúng không ạ, và sửa ghế làm mát ghế, sửa vô lăng, một trong những tính năng rất là hay. Sạc không dây rồi này, remote 3 chế độ lái phanh điện tử chắc chắn rồi, chưa có cam 360 mọi người nhé. Bác nào mà ưng ý thích độ thêm thì bên em cũng có độ được. Bây giờ thì mời mọi người sẽ xem qua ở phần khoang máy nhé, để xem được chất lượng xe như thế nào. Với phần khoang máy là động cơ 2.2 các bạn. Động cơ 2.2 là một trong những động cơ đi rất là đủ luôn đấy, và khỏe luôn. Máy turbo. Mọi người nhìn giúp em này, tất cả các đường nét dấu sơn trên từng con ốc này, hay là phần nắp capo nhá. Đây. Mọi người muốn quay cận cảnh hơn về khu vực nào thì hãy liên hệ trực tiếp nhé, để có thể quay được cận cảnh cho các bác. Và đó là em Hyundai Santa Fe máy dầu sản xuất 2019 với ốp đô đang chuẩn là 5 vạn, một chủ từ đầu biển Hà Nội rất là tiện lợi luôn ạ. Giá bán của em này đang có mức giá là hơn 900 thôi. Liên hệ cụ thể thì hãy liên hệ trực tiếp, và rất cảm ơn mọi người.